Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ hình chú nai của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một chiếc mặt nạ hình chú nai nhé. Ở đây thì cái mặt nạ này của mình thì nó sẽ chỉ cần 3 màu nhé các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái phần tờ giấy màu đen này. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ có thêm một cái tờ giấy màu vàng cam nhé các bạn. Cái phần màu vàng cam là cái tờ giấy là nó sẽ là cái phần nền chính của cái mặt nạ này nhé. Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ có thêm cho mình một cái tờ giấy màu một cái tờ giấy màu trắng nữa nhé. Được, tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một cái dao dập giấy này. Mình sẽ có thêm một cái bút chì này. Và mình sẽ có thêm cái phần kéo nhé các bạn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ chuẩn bị dùng bắn keo nhé, để mình sẽ dán những cái phần chi tiết của cái chiếc mặt nạ này lên với nhau để tạo thành một cái chiếc mặt nạ hoàn chỉnh. Bây giờ thì bước đầu tiên là các bạn sẽ vẽ hình của cái mặt nạ lên bên trên cái phần tờ giấy màu cam này cho mình nhé. Thì các bạn sẽ vẽ cái phần mặt nạ như sau này. Các bạn sẽ vẽ vòng như này. Đây là cái phần đầu này. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ cái tai này. Các bạn vẽ liền luôn bên trên cái phần tờ giấy này nhé. Sau đó mình vẽ cái phần mặt ở bên dưới này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần mặt của cái chú nai này ra nhé các bạn. Cắt cái mặt nạ này ra. Đây nha các bạn. Đây sẽ là cái phần mặt nạ màu cam như này. Nó sẽ là cái phần mặt của cái chú nai đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần mắt này. Các bạn vẽ hai cái mắt như này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần dao dập giấy như bạn, mình sẽ cắt cái phần mắt của cái chú nai này ra nhé.
Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái phần mặt nạ này, hai cái phần mắt của cái chú nai này rồi nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ đi trang trí bên trên cái phần đầu của nó. Đây thì mình sẽ cắt cho nó hai cái phần tai ở bên trong màu trắng này.